rồi, rồi đây là cái ruột nha, ruột vịt á. Giờ mình chấm miếng muối tiêu chanh nè. Rồi ha, ăn không rồi. Êm em mọi người. Ăn mình phải thưởng thức lắm. Giờ làm muối tiêu chanh được không? Được, quá êm luôn. A few moments later. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Anh Bậm Vlog. À, mọi người ơi, hôm nay là anh Bậm sẽ làm một món ăn đó là mình dân dã và đậm chất miền Tây luôn nha mọi người. Đó là mình nấu cháo lòng vịt. Đó là mình nấu cháo lòng vịt. Nó để có được món cháo lòng vịt đó thì anh Bậm cũng đã chuẩn bị ở đây là lòng vịt, gồm có ở đây mình lựa đặc biệt ha. Là mình lựa ở đây đó là lòng vịt mà vịt phải vịt đẻ đàng hoàng nha mọi người. Ở đây nó có trứng vịt non luôn nè, nó lòng vịt rồi giò vịt rồi đồ đó, nói chung là các bộ phận như đồ này kia trong nội tạng của con vịt á, nói chung vậy. Nó ngoài ra ở đây mình có chuẩn bị là đây là mình có trứng vịt non nữa nè nghe mọi người. Và đặc biệt mình phải khi mình nấu cháo á thì mình không thể bỏ là một cái gì mà quên đặc biệt đó, biết gì không? Cái đó là mình chén gạo nè mọi người. Gạo để mình không có nói lòng vòng nữa ha, mình sẽ bắt đầu là mọi người vào bếp. Mọi người ơi, thì đầu tiên bây giờ là mình sẽ bắt đầu là bắt cái chảo lên cho nó nóng gì ha mọi người. Sau đó mình sẽ cho một cái chén gạo này vô, hay mình gan gạo nha mọi người. Đó, chén gạo mình đã bỏ vô nè ha, đó mình gan qua gan lại nha mọi người. Mọi người sau một hồi gan á thì gạo nó cũng đã vàng như vậy là được nha mọi người. Mình sẽ nhắc xuống mọi người ơi, thì mà gạo mình gan xong ha, bây giờ mình có bắt đầu nước, giờ nước cũng đã sôi ha, bây giờ mình sẽ cho gạo gan nãy vô nè ha mọi người. Đó, gạo gan vô nha. Bên này mình có cho gạo gan nè, khi mình cho vào thì gạo nó nấu cái gì nè. Trước sau mình sẽ cho lòng vịt vào luôn nha mọi người. Thì lòng vịt mình có khìa sơ nè, nói chung mình có xào sơ rồi sau đó mình thả vô luôn nha mọi người. Rồi sau đó mình để nó dung lại. Mọi người ơi, bây giờ cháo là lòng vịt cũng đã chín nha mọi người. Đây thì cháo lòng vịt nè, đây là nồi cháo ha, còn đây là tô cháo mình múc ra nè ha. Còn ở đây là lòng vịt đồ ở đây nghe mọi người. Còn đây là bát cháo nè, có hai bát cháo và một cái tô. Mời mọi người và cả nhà cùng ăn cháo với hai chồng mình nha. Rồi cháo cũng chín rồi mọi người ơi. Mời cả nhà mình ăn nha. Đây mình cháo nè mọi người ơi. Im nha mọi người. Nè cháo nè mọi người. Đó, cháo này mình nấu là mình gan gạo á, gan gạo vào sau đó mình nấu rồi mình khử tỏi mỡ hành nha mọi người nè. Thơm nha mọi người. Đó, vô mọi người ơi. Nè. Trứng à. Có gì em tiêu chanh em mới hết nha nè. Vô mình chanh thôi coi. Đây là cái ruột nha, ruột vịt á. Giờ mình chấm miếng muối tiêu chanh nè. Rồi ha, ăn không rồi. Êm nha mọi người. Ăn mình phải thưởng thức lắm. Giờ làm muối tiêu chanh được không? Được, quá êm luôn. Cái này cái mời vịt nha mọi người. Mọi người dòm ha. Mình chấm muối tiêu chanh nha mọi người. Nè, chấm muối tiêu chanh đầu mình nhai nha mọi người. Êm nha mọi người. Mình hấp miếng cháo nha. Béo vậy. Wow, béo luôn. Còn cái này là cái bồn đẻ nè. Ruột ấy á, dấu đẻ nè, người coi ha.
mình chấm đó là giò trường vịt, giò trường vịt đó. Sau đó mình chấm mà miếng miếng muối tiêu chanh nha. Đó, mời mọi người về nhà cùng ăn với mình nha. Được vô nữa nè. À, rồi mở nhà cũng ăn cái trứng vịt non, trứng vịt nhỏ nè. Nha. Ngon quá. Quá êm luôn mọi người. Nè, mình vô một chén cháo liền. Quá đã mọi người. Giờ mình ăn thêm cái ruột vịt nè mọi người. Quá đã. Ngon quá. Nè, một cái đùm trứng. Ăn đi. Ngon đó. Húp miếng cháo nó ngon ghê luôn mọi người ơi. Đùm. Thôi ăn trứng đùm nè. Đùm bự nè, ăn đùm trứng nè mọi người. Mọi người thấy không? Đùm trứng nha. Mời mọi người ra cả nhà cùng ăn với mình nha. Quá êm luôn mọi người ơi. Nè này cái miếng miếng mài vịt nha mọi người. Tới chuyện. Chấm với muối tiêu chanh. Ăn đúng bà. Quá quá êm mà. À, mọi người cả nhà ơi, nói chung là video anh Bậm cũng xin là tạm dừng tại đây ha. Rồi chúc mọi cả nhà có một buổi xem vlog vui vẻ, hạnh phúc, thân thang nha. Chào mọi người nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn mọi người nha.